con giáp may mắn nhất trong ngày 16 tháng 1 năm 2023 âm lịch, sung sướng không ai bằng. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Theo tử vi thì bước sang ngày 16 tháng 1 năm 2023 âm lịch, những con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn. Đối với những người đang muốn thăng quan tiến chức thì ngày hôm nay các bạn biết tận dụng cơ hội, cống hiến cho công việc, giúp đỡ đồng nghiệp thì khả năng cao từ nay đến cuối năm, con đường quan lộ của các bạn sẽ rộng mở thênh thang. Còn đối với những bạn muốn lập gia đình mà vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn phù hợp thì trong ngày hôm nay hãy tranh thủ đến những nơi nhộn nhịp, đông người bởi khả năng cao các bạn sẽ gặp được vợ hoặc chồng tương lai của mình ở nơi này. Xin chúc mừng các con giáp Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé. Tuổi Mão, tam hợp cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão cho thấy bản mệnh may mắn có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều suôn sẻ và hanh thông. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình. Ngày này tuổi Mão trở nên hăng hái, nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên bạn nên bớt bao đồng lo chuyện thiên hạ, tập trung làm tốt chuyện của mình trước đã, đôi khi nhiệt tình quá lại thành làm phiền người khác. Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính, tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và thu phụ đều tăng nhẹ. Người làm công ăn lương, chăm chỉ và nỗ lực thì sẽ có cơ hội tăng lương, còn người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tỉnh táo và tài tình của mình. Chuyện tình cảm cũng mở rộng nhờ nhân duyên tốt lành, tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa bất ngờ. Người độc thân không khó để tìm mối duyên ưng ý nếu chịu hạ bớt tiêu chuẩn xuống một chút. Các cặp đôi luôn biết cách vun vén mối quan hệ nên hiếm khi xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của Mão trong ngày này cần chú ý nhiều nhất. Con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn, xem tử vi 16 tháng 1 năm 2023 âm lịch dự báo, người tuổi Thìn đón nhận vận trình trong ngày thứ hai khá là sáng nhờ chính tài hỗ trợ. Bản mệnh tự tin thực hiện những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình, đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Thời điểm này các bạn cảm thấy hào hứng và tự hào khi có được thành công nhờ vào chính năng lực của mình. Chính điều đó đã tạo ra động lực vô cùng lớn để bạn thêm nỗ lực hơn. Bản thân con giáp này cũng không phải người dễ dàng hài lòng khi đạt được điều gì đó. Hôm nay cũng là ngày nhân duyên vô cùng khởi sắc, đào hoa nở rộ mang đến nhiều tin vui cho con giáp. Tình yêu đôi lứa sớm đón nhận niềm vui, mối quan hệ giữa hai người cũng có sự tiến triển vượt bậc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ, tam hội xuất hiện, người tuổi Ngọ nên nắm bắt cơ hội để khẳng định bản thân ngay trong ngày hôm nay. Khi được lãnh đạo giao cho những nhiệm vụ trọng đại, bạn hãy tự tin thể hiện hết năng lực của mình và gặt hái thành công. Ngày được thực thần chiếu mệnh, người tuổi Ngọ đón nhận khá nhiều tin vui về việc kinh doanh. Các kế hoạch buôn bán diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Đơn hàng lưu thông trơn tru, khách hàng tấp nập đặt hàng, vì thế mà lợi nhuận trong ngày cũng tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, việc cầm trong tay một khoản tiền lớn giúp bạn chi tiêu khá rủng rỉnh nhưng đồng thời cũng dễ phung phí quá mức cần thiết. Bạn nên có kế hoạch tài chính cụ thể để không mua sắm vô tội vạ. Ngoài những khoản tiết kiệm thì cũng nên có đầu tư vào các lĩnh vực khác để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên trong ngày thứ hai nở hoa phơi phới, con giáp này có thể gặp được một nửa yêu thương mà mình mong ngóng từ lâu. Bình thường bạn không tin vào tình yêu sét đánh, thế nhưng hôm nay bạn sẽ thấy bất ngờ vì điều gì đó lại đến với chính mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ,
Ngày ngũ hành hỏa sinh thổ, vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ trong hôm nay có nhiều biến động. Thật may vì mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tích cực, bản mệnh có thể sẽ tìm thấy được tình yêu mà mình mong đợi đã từ lâu khi đã chịu mở lòng mình hơn. Chuyện tình yêu đến một cách bất ngờ và chóng vánh khiến con sắp này không chuẩn bị bất cứ điều gì. Mối quan hệ phát triển nhanh chóng như thể cả hai đã có duyên từ kiếp trước, khiến cho người tuổi Tỵ cả ngày tâm trí cứ lâng lâng và chẳng quan tâm tới điều gì ngoài hạnh phúc mình đang có. Song chính điều đó cũng đang khiến con giáp này trở nên sao lãng trong công việc, thiếu đi sự tập trung và tỉnh táo, nhất là trong ngày thương quan nhập cục. Những sơ sót nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường, bản mệnh cần nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ cũng như tinh thần làm việc của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Tuổi Thân có một ngày làm việc tập trung và đạt hiệu suất khá cao nhờ chính quan che chở. Công việc tiến triển ngoài sức tưởng tượng khi bạn còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Thật tuyệt là khi luôn có những đồng nghiệp, bạn bè ở bên giúp đỡ bạn trong những lúc khó khăn. Đây cũng là thời điểm bạn nên xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người có thể hỗ trợ bạn biến ước mơ thành hiện thực. Hãy chủ động mở rộng vòng xã giao, tăng cường cơ hội gặp cả quý nhân nữa nhé! Thổ sinh kim cũng giúp tình cảm lứa đôi thêm thăng hoa, vợ chồng trải qua nhiều năm chung sống vẫn giữ được tình yêu như thuở ban đầu. Nhiều người nghĩ hai người phải có bí quyết gì đặc biệt lắm, nhưng thực ra sự tôn trọng và tin tưởng đã giúp hạnh phúc của bạn luôn bền vững. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Mùi hợp bám tam hợp là tín hiệu tích cực cho những mong mỏi về phương tiện tình cảm của tuổi Hợi. Các cặp đôi ngày càng cảm thấy hợp nhau hơn, hai bạn đều biết, thông cảm và tin tưởng lẫn nhau. Nhìn chung bạn sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc đong đầy nỗi nhớ và muốn bên nhau từng giây từng phút. Người độc thân có thể sẽ được người thân, bạn bè giới thiệu, gặp gỡ những người có tính cách, sở thích khá tương đồng với bản mệnh, khả năng phát triển thành tình yêu cũng cao hơn. Song con giáp này cần tỉnh táo và sáng suốt để chọn người phù hợp với mình. Chính ấn cũng giúp công việc của bạn khá trôi chảy. Con giáp này có thể được cấp trên cất nhắc, khách hàng trợ giúp nên có cơ hội đạt thành tích cao, nắm giữ vị trí quan trọng hơn. Với những người làm nghề liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu, phân tích, học thuật thì đây chính là cơ hội để bạn chứng minh năng lực của mình. Phương diện sức khỏe của Hợi nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Dù vậy, trong ngày này, người tuổi Hợi vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ hai ngày 6 tháng 2 năm 2023 dương lịch, là ngày Ất Mùi, tháng Giáp Dần năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Sa Trung Kim, ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hạ tý, phá tuất, tuyệt sửu, kỵ tuổi Kỷ sửu và Quý sửu. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.